Dung nhan người quá phụ, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Chương 1. Tiếng vỗ tay trong phòng họp làm Trường giật mình tỉnh dậy. Suốt ngày hôm nay, Trường lao động cật lực, một mình thực hiện căn hầm trú ẩn ở hông nhà, ăn thông ra mảnh vườn thoai thoải, ngó xuống bờ ao, chỗ có cây sung già quanh năm rợp mát. Chiến tranh chưa về tới xã Thịnh An, máy bay Mỹ thỉnh thoảng mới dội bom những căn cứ quân sự ở quanh huyện, cách xa đến 10 cây số. Nhưng ủy ban đã chỉ thị cho hộ nào cũng phải làm sẵn hầm để đề phòng. Trường đốn hơn 10 cây chuối, thêm dăm khúc tre lợp nóc, rồi lôi tấm phản cũ đặt lên trên. Trước khi lấp đất dày cả một thước, công việc vừa xong, chưa kịp lao xuống ao tắm thì ủy ban đã cho người đến gọi Trường ra trụ sở để hội ý. Gã hút vội điếu thuốc lào rồi mặc áo đi ngay. Ngồi trong phòng họp, chủ tịch xã nói gì cũng mặc. Mắt Trường cứ nhíu lại. Gã chống một bàn tay lên cằm, đầu gật lia lịa, có lúc tưởng chừng như sắp đập xuống mặt bàn. Người ngồi bên cạnh thúc củi trỏ vào sườn. Trường choàng dậy, cố đưa mắt nhìn lên, nhưng chỉ được vài phút rồi đâu lại vào đấy, mê man như người uống thuốc ngủ. Bên tai gã thỉnh thoảng vang lên những lời phát biểu, những câu tranh luận có lúc rất gay gắt. Thế mà gã chỉ thấy lơ mơ, như đứa bé nằm bên cạnh mẹ nghe chuyện cổ tích, thiêu thiêu giấc ngủ. Lại một bàn tay véo vào đùi gã. Trường ngồi thẳng lên, chớp mắt nhìn quanh. Cô giáo Kim ở dãy ghế trước mặt vừa đứng dậy, lớn tiếng nói: "Xin hỏi ủy ban, vừa mới học tập chính sách một tấc không đi, một ly không rời, khẩu hiệu còn treo sờ sờ ở cổng trụ sở, thế mà bỗng dưng bây giờ lại chỉ thị là phải sơ tán, là thế nào?" Hai tiếng sơ tán như một nhát búa đập mạnh vào tai Trường, làm hắn tỉnh hẳn, muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. Từ vài năm nay, Trường đã nghe lao sao việc di chuyển những xí nghiệp quốc phòng từ thành thị về nông thôn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc xã Thịnh An của Trường cũng phải sơ tán. Bởi Thịnh An cũng chính là một vùng nông thôn, chỉ sầm uất hơn những xã khác một chút nhờ nằm trên con đường lớn dẫn đến tỉnh. Dân cư nửa làm ruộng, nửa buôn bán. Cái viễn ảnh bỏ nhà bỏ cửa, kéo nhau lên chui rúc trên rừng, phải nói là một nỗi kinh hoàng đối với mọi người. Lời phát biểu của cô giáo Kim được cả hội trường nhao nhao nhất trí. Tiếng sầm sì nổi lên như ong. Chủ tịch xã gõ mạnh xuống bàn, giơ tay lớn tiếng phát biểu: "Trật tự lại, đề nghị các đồng chí trật tự lại. Một tấc không đi, một ly không rời là nói đến thanh niên trai trẻ thôi, bám đất mà đánh giặc. Cái ấy thì đã hẳn rồi, chính sách là như thế. Nhưng mà ông già bà cả và các trẻ em thì dứt khoát là phải tạm lánh lên đồng cạn. Mỹ nhất định sẽ mở rộng chiến tranh phá hoại trên phạm vi cả nước. Cơ bản là chúng tập trung ném bom ở những vùng đông dân cư. Thành ra huyện ủy đã dự kiến là chỉ nay mai giặc Mỹ sẽ đánh phá xã ta. Giữ người già với trẻ con lại chỉ vướng chân vướng cẳng chứ lại lộc gì. Cho nên trước mắt ta bố trí người đưa các ông già, bà cả và các cháu lên đồng cạn. Tôi đã liên hệ với đảng ủy trên ấy rồi. Tất nhiên bước đầu là khó khăn nhưng phải khắc phục. Đồng cạn là xã nghèo, còn nghèo hơn chúng ta nữa. Lương thực trên đó thì họ không giúp chúng ta được bao nhiêu, nhưng trên rừng thì còn nhiều. Phá được bao nhiêu cứ tha hồ mà rồng trọt, họ không cấm." Chủ tịch xã dứt lời, một giọng đàn ông ấm ức cất lên: "Toàn là người già với trẻ con mà nói chuyện phá rừng, thế thì cho họ ở lại mà đánh giặc có còn hơn không?" Chủ tịch xã dứt khoát: "Tôi vội lắm, không có thì giờ.
để mà nói nhiều. Chỉ thị của huyện như thế thì hẳn biết như thế mà cứ chấp hành. Nói để cho các đồng chí biết, đã có nhiều huyện phải rỡ hết nhà cửa xuống, quyết không để cho giặc lái Mỹ có mục tiêu để mà đánh phá. Nay mai giả như huyện chỉ thị xã ta phải rỡ nhà thì cũng phải chấp hành thôi. Cụ thể phải như thế này: tất cả các ông già bà cả trên 50 đều phải đi sơ tán, trẻ con thì cả mẫu giáo lẫn phổ thông cấp 1 rời hết lên đấy. Các thầy các cô tranh thủ dựng trường dựng lớp cho các em học. 3 tháng đầu thì lương thực ở dưới này đưa lên, thế rồi sau đó thì phải tự túc. Thôi bây giờ giải tán hết đi, ban thông tin cho người đi phổ biến ngay để các hộ thu xếp. Chiều mai ấy, thì sẽ có xe tải của huyện chở đi chuyến đầu. Có tiếng vỗ tay lẹt đẹt theo thói quen, rồi mọi người uể oải đứng dậy, ngơ ngác nhìn nhau, chia sẻ nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Chủ tịch xã lẩn nhăn ra cửa hậu, tránh những câu hỏi lôi thôi của nhân viên. Cuộc sống càng ngày càng cam go, cả nhà quây quần bên nhau, chia nhau từng miếng khoai, củ sắn mà còn chưa đủ ăn, huống chi bây giờ lại xé làm đôi. Những khuôn mặt đầu rĩ chia tay nhau ở sân trụ sở, chẳng ai muốn nói gì nữa. Khác hẳn với mọi người, trường tiếp nhận bản tin sơ tán một cách hết sức phấn khởi. Thay vì trở lại ủy ban thông tin, trường vội vã lắp đám đông, 3 chân 4 cẳng chạy đi tìm Lam. Cả hình dung ra đôi mắt của Lam lát nữa đây chắc sẽ thoáng ánh hiện niềm vui đột xuất khi được gã cho biết chỉ thị sơ tán của huyện. Lam là hàng xóm của trường, hai nhà cách nhau chỉ có cái ao bể ngang độ 10 thước. Cái ao đó là tài sản chung của hai gia đình, hàng năm tát cá chia nhau thu hoạch. Ngồi bên này dưới gốc cây sung già, giả vờ câu cá hay vót nan tre đan rổ, trường thường trông sang theo dõi từng động tác của Lam. Nàng hay xuống ao ngồi trên chiếc cầu hẹp ghép bằng 2 khúc cây xoan, giặt quần áo hoặc vo gạo rửa bát. Lâu lâu những trưa hè nóng rực, trường thấy Lam ngồi khom lưng lấy gáo múc nước gội đầu, mái tóc dài xõa hẳn xuống trên mặt nước trong xanh. Rồi có đêm trăng mờ, Lam nhìn trước trông sau không thấy ai lội hẳn xuống ao tắm. Ở đôi mắt Lam, ở thân hình cao dong dỏng với mái tóc dài thường được cột hờ hững bằng chiếc khăn tay màu nước biển, nói chung toàn thể dung nhan phiền muộn của Lam có cái gì lôi cuốn lạ lùng, bắt trường lúc nào cũng phải nghĩ đến và mộng tưởng một chuyện tình lãng mạn nhưng trong sáng, không vận đục thân xác. Chiến tranh chưa bao giờ ngừng trên đất Bắc. Con trai lớn lên là biến mất khỏi xóm làng. Những đứa may mắn hiếm hoi như trường chưa phải vào bộ đội, muốn yêu ai cũng dễ dàng, ngỏ lời với ai cũng có thể được chấp nhận. Tỷ lệ nam thiếu nữ thừa càng ngày càng trầm trọng. Con gái 23-24 mà chưa có người ngấm nghé là nơm nớp lo âu, hình dung cả một viễn tượng tương lai ế ẩm. Trường công tác trong ban thông tin, nhờ có hoa tay vẽ khẩu hiệu, và từ khả năng đó trưởng ban cho trường kiêm nhiệm luôn nhiều công việc vặt vãnh khác như trang trí sân khấu trong những buổi văn công tỉnh về biểu diễn, quét vôi văn phòng trụ sở hay trường học. Đối với dân quê chân lấm tay bùn thì gã thuộc loại đẹp trai trắng trẻo. Các cô nhân viên ở văn phòng xã, nhiều người sẵn sàng lăn xả vào cánh tay khẳng khiu của trường nếu được gã ngỏ ý. Thậm chí hôm chủ tịch xã huy động toàn thể các ban thực hiện hệ thống giao thông hào và làm hầm có mái lợp bên cạnh trụ sở, cái hòa trong ban thông tin thấy trường hôm ấy có vẻ mệt, đã tự nguyện lãnh thêm phần chỉ tiêu của trường, đào mấy thước khối đất, rồi đòi trường trả công
bằng cách dẫn lên chợ huyện ăn bún ốc. Con bé đó lẳng lắm, lúc nào cũng kè kè sát vai Trường, gã gẫm rất lộ liễu. Nhưng Trường không thể siêu lòng được, vì Hòa vốn không đẹp, lại thuộc loại vai u thịt bắp. Lấy về nằm bên nhau có ngày Trường chết bẹp. Những cô gái khác phần nhiều cũng đều có cảm tình với Trường, nhưng Trường chỉ yêu Lam bằng thứ tình yêu gần như tuyệt vọng, bởi Lam đã có chồng. Lam lập gia đình mới được 2 năm thì tước, chồng của nàng lên đường đi bê. Nhà rất vắng vẻ, chỉ có bà mẹ chồng đã gần 60 tuổi và thằng em chồng đi bộ đội đơn vị phòng không. Năm thì 10 họa mới ghé về thăm. Không hiểu hôm tiễn chân tước ở cuối làng, Lam có buồn lắm hay không? Chỉ biết chắc một điều là từ ngày ấy, Trường bắt đầu nhen nhúm một niềm hy vọng là sẽ bắt được nhịp cầu sang bên kia bờ ao. Mà Trường hy vọng là phải, đời bộ đội xin bắc tử nam, đã vượt Trường Sơn thì cầm bằng như một đi không trở lại. Chẳng lẽ Lam mới 22 tuổi mà cứ vĩnh cửu thủ tiết chờ đợi một cách tuyệt vọng. Bữa tiệc tiễn chân gồm khá đông hàng xóm, Trường hân hoan mang sang con gà và quả mít vừa chín tới, gọi là góp chút quà phúng điếu, đưa tiễn thằng láng giềng thân yêu về bên kia thế giới, để lại cô vợ trẻ cho Trường chiêm ngưỡng và mộng mơ. Từ đó thỉnh thoảng Trường vẫn sang thăm, dĩ nhiên không phải là thăm Lam mà vờ vịt hỏi thăm bà cụ Vĩ xem có tin tức gì của tước không. Bởi Trường và tước vốn là bạn đánh bi đánh đáo từ hồi nhỏ. Bà Vĩ xem chừng cảm động lắm, cứ khen mãi Trường là con người chu đáo, chí tình. Dĩ nhiên bà chẳng bao giờ nghi Trường để tâm đến Lam, bởi vì gái làng không thiếu, trai tơ gái hóa là chuyện hiếm có trong thời buổi chiến tranh này. Hơn nữa Lam có dáng dấp hiền thục như một nữ tu, ít nói ít cười, cả ngày chỉ quanh quẩn bên mẹ chồng, kể như đã tắt lửa lòng từ lúc xa tước. Nhà có nồi khoai bát chè, bà Bỉ cũng giục Lam ra bờ ao gọi một tiếng bảo Trường sang ăn cho vui. Bà cứ luôn miệng tội nghiệp cho Trường, đến khổ nó chỉ có một thân một mình, chả ai nấu nướng cho cả. Cái khế ở đầu nhà gặp mùa sai quả ăn không hết, mà bán cũng chả có ai mua. Bà bắt Lam vặt một rổ bảo đem sang cho Trường kho cá. Chính cái hôm ấy là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau khá lâu. Trường đỡ rổ khế mời Lam ngồi chơi rồi cười bảo, cá ở đâu ra mà kho? Hay là tôi bàn thế này nhé, chị xem có được hay không. Cái ao của mình lâu lắm không tát, từ dạo ăn tước đi bộ đội, mấy hôm nay tôi để ý thấy cá quẫy nhiều lắm. Mình cứ thử tát một chuyến, bắt một mớ kho ăn dần. Lam dè dặt, cái ấy thì anh phải bàn với mẹ tôi đi. Trường nhăn miệng, vâng, phải xin phép bác bên ấy chứ. Nhưng tôi hỏi chị trước, bác nhất trí thì chị với tôi cùng làm nhé. Lam gật đầu rồi vội vã đứng dậy. Vâng, thôi tôi về đây. Lam dậm chân bước ra cửa, Trường níu kéo. Ơ hay, sao vội thế cơ à? Chả mấy khi chị sang chơi, để tôi đun ấm nước pha chè đã. Lam nói nhỏ, ngồi lâu không tiện. Câu nói ngắn ngủi ấy đã làm Trường xốn sang cảm động. Nếu Lam mà không có tình ý gì với gã thì tại sao lại ngại không dám ngồi lâu? Gã thấy tim mình đột nhiên đập mạnh, hổ hởi tiễn Lam ra sân và hỏi thêm một câu thừa thãi, vì mới hôm qua gã đã hỏi bà Vĩ, lâu nay chị có tin tức thư từ gì của anh tước không? Lam gật đầu, lắc đầu, không ăn ạ. Rồi nàng đội nón bước nhanh ra đường,
từ lâu nàng vẫn biết Trường để ý đến mình, và nàng cũng có cảm tình với gã. Cho nên gặp Trường một mình, nàng thấy mặc cảm tội lỗi phải đi ngay. Trường ngồi xuống bậc cửa, thẫn thờ nhìn theo, làm bước chân của Lam mất hết cả vẻ tự nhiên. Trường quay vào nhìn rổ khế, những quả chín mọng vàng óng như mật ong, chưa ăn đã chảy nước miếng. Gã cầm lấy một quả, đi lại phía đầu nhà, hướng mắt nhìn qua nhà Lam. Mặt ao phẳng lặng dưới ánh nắng trưa, một cụm lá tre khô trôi thật chậm, con chuồn chuồn chập chờn đậu xuống, bay lên như đùa giỡn với làn nước trong xanh. Qua mấy khóm chuối xác xơ trồng bên hông nhà bếp, Trường ý thấp thoáng bóng Lam vừa bưng và vại đậu nành đổ ra nong phơi. Trường đứng nhìn một lúc rồi khép cửa đi sang nhà Lam. Gã cất tiếng chào thật lớn từ ngoài cửa: "Thưa bác ạ." Bà Bỉ đang ngồi bổ cau trên chiếc chõng tre ngẩng lên đón đã: "Cậu sang chơi?" Bà vỏ dao vói tay lấy cái chiếu bình thường vẫn cuộn tròn ở đuôi giường trải ra một khoảng mà mời: "Cậu ngồi tạm đây." Trường đáp theo thói quen: "Không dám ạ, con xin phép bác." Bà Bỉ quay ra sau nhà gọi lớn: "Vợ tước đang làm gì đấy? Cho mẹ xin cốc nước, nhà có khách." Lam biết Trường sang vì mình nên ngại vào, nàng đáp mọng lên: "Thưa mẹ, con lên ngay ạ." Trường vội gạt đi: "Con chứ ai đâu mà khách với khứa, bác cứ để chị tước làm việc, chị ấy đang dở tay." Rồi gã nhập đề: "Con sang để cảm ơn bác cho con nhiều khế quá, với lại nhân tiện cũng để xin thưa với bác là rẽ đã hơn năm nay ao chưa tát, bác cho phép con bắt ít cá biếu bác với chị tước." Bà Vĩ buột miệng nói như reo: "Ừ phải đấy." Rồi ngay sau đó bà chép miệng thở dài: "Ao là ao chung của cả hai nhà, mà bên bác thì cháu biết rồi, neo người quá, giả như thằng tước ấy, nó còn ở nhà thì anh em cứ việc bảo nhau mà làm, nhưng bây giờ thì chỉ trông vào mình cháu. Cháu làm gì thì làm, vợ tước nó chân yếu tay mềm, chả biết có đỡ đần gì được cho cháu không." Không chờ Trường lên tiếng, bà gọi Lam: "Tước ạ, vào mẹ bảo cái này đã." Lam bưng khay nước chè tươi lên, khẽ gật đầu chào Trường rồi quay mặt đi ngay. Bà Vĩ nhả miếng bã trầu trong miệng ra, đặt lên cái quạt nan bên cạnh và bảo cha Lam: "Cậu Trường định tắt cá đấy con ạ, mày ra phụ với anh ấy một tay, xem ấy có cần gì sai thì làm. Thấy khế chín ta cũng thèm nồi cá kho." Trường vui vẻ: "Vâng, thì chính vì bác cho con rổ khế nên con mới nghĩ đến cái ao. Cậu xem có cần phải gọi thêm người không? Một mình cậu tắp bờ với tát nước vất vả chết." Trường nhăn nhẩu: "Thưa, cháu làm được ạ, gọi người. Nhỡ trả được bao nhiêu cá lại phải chia cho người ta thì chả bỏ." "Ừ, thì cũng tùy cậu đấy." Gã đứng dậy xoa tay từ giã: "Thôi con xin khiếu bác." Và gã quay sang phía Lam: "Chị làm gì thì cứ làm đi, chưa cần chị ngay đâu, để tôi đắp bờ xong đã. Đắp xong tôi tát nước, nhanh lắm thì cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Khi nào nước chỉ còn xâm xấp thì lúc bấy giờ tôi mời chị xuống bắt cá với tôi, hai nhà chia nhau." Bà bị chen vào: "Chia như thế thì chả công bằng tí nào, cháu vất vả hơn. Cứ chia ba, cháu hai phần, bác một phần thôi." "Bên bác hai người, cháu chỉ có một người." "Thôi, chứ chia ba,
bác hai, cháu một. Vừa nói, gã vừa bước nhanh ra cổng, hớn hở chạy thẳng về nhà, ra sau bếp, vác cái chõng cũ xuống bờ ao. Gã lựa chỗ bề ngang hẹp nhất, dựng ngang chiếc chõng, rồi vực đất, bùn, chèn hai bên, dựng thành một bức tường cắt đôi cái ao để lát nữa sẽ tát sang một bên. Cứ bình thường ra một công việc nặng nhọc như thế ít lắm, cũng phải hai người hiệp sức mới đủ nghị lực mà tiến hành. Nhưng Trường đang mang trong lòng hình ảnh nồng nàn của Lan. Có phải đơn thân lao động cả đêm, gã cũng không bỏ cuộc. Trên bờ, bà Vĩ ra thăm hai lần, đứng chống nặng, nhìn xuống, nói vài lời động viên Trường rồi rút lui. Dù chẳng có nghề gì chính thức, nhưng dường như bà lúc nào cũng bận. Hàng cau, 6 gốc cây ở hiên trước, cây nào cũng cho bà những buồng nặng chịu, ăn không hết, phải bỏ phơi khô, cất vào vại. Ngừng tay dao, bà lại ngó đến mấy thúng đậu nành xay tương để hai mẹ con dùng quanh năm. Khu vườn sau khá rộng, sẵn khoai, bầu, bí, mùa nào thức ấy, dứt khoát, không bao giờ để trống. Bởi vậy, tuổi chưa đầy 60 mà lưng bà đã hơi còng. Lam thì xuất hiện thường xuyên hơn, bưng hẳn ấm nước và cái cốc thủy tinh đặt trên cầu ao để Trường lâu lâu ghé vào giải lao. Lần nào Lam cũng hỏi: anh có cần tôi tát thay một lúc không? Anh nghỉ tay một tí đi. Và bao giờ Trường cũng vừa thở vừa đáp: chị làm thế nào được, thôi chị cứ để mặc tôi. Ngồi lại trên bờ một chút, Lam để ý những động tác của Trường và toan thì cười. Từng mảng bùn dính bết trên tóc, trên mặt và tấm lưng trần của gã. Nhiều chỗ đã khô hẳn vì ánh nắng. Chiếc quần đùi nặng, chịu nước bùn, kéo ghì cạp quần xuống quá rốn như sắp tuột hẳn ra. Gã đứng thẳng người, ưỡn cái ngực lép và dang rộng cánh tay cho đỡ mỏi, rồi quay lên bảo Lam: chị lấy sẵn cái thúng ra đi, nhiều cá lắm chứ không ít đâu, không khéo ăn không hết, phải đem đi phơi đấy. Lam cho rằng Trường nói đùa nên cứ ngồi tại chỗ, dựa lưng vào gốc chuối nhìn xuống. Đủ kho một nồi cho mẹ tôi là được rồi, bỏ công ăn lao động cả nửa ngày. Trường trợn mắt nhấn mạnh: tôi nói thật mà, nhiều lắm. Sao anh biết? Biết chứ chị, nó đâm cả vào chân tôi cơ mà. Chốc nữa rồi chị xem, chị sửa soạn xuống bắt với tôi là vừa. Lam tước hai sợi bẹ chuối khô, xoắn lại làm dây, cột chặt hai ống quần vào bắp chân. Trường trấn an: ao này làm gì có đỉa đâu mà chị sợ. Lam rụt người lại: tôi sợ lắm, tôi nói thật mà, không có đâu. Có thì từ nãy đến giờ nó đã hút hết máu của tôi rồi. Lam đứng dậy, lội xuống nước. Thôi, cứ buộc lại cho chắc ăn. Tôi đem sẵn cả bình vôi ra kia kìa. Hai người bắt đầu vùng vẫy trong vũng nước cạn, ngập quá đầu gối, lom khom rượt đuổi những con cá rô, cá diếc đang lắt mình chạy trốn, làm bùn đất bắn văng tung tóe. Có lúc hai người cùng chúi đầu vào nhau, cùng bắt hụt một con cá lớn để rồi chỉ cố tình chụp lấy bàn tay nhau, ngây ngất truyền cho nhau cái cảm giác lâng lâng giữa vùng lầy nhảy nhụa. Trường không bỏ lỡ những dịp may, lén lén nhìn sâu vào ngực Lam qua kẽ hở khá rộng của chiếc cổ áo. Mỗi khi Lam cúi xuống, Lam hình như cũng biết nhưng không bận tâm né tránh. Từ buổi tước lên đường, chưa bao giờ Lam sống lại cái không khí nao nao trung đụng như hôm nay. Những công tác tập thể trong xã, trong thôn mà nàng bất đắc dĩ phải tham gia, bao giờ nàng cũng chỉ góp mặt một cách thầm lặng,
xong chỉ tiêu là về ngay. Giữa đám đông nàng không đùa giỡn. Ai hỏi thì trả lời miễn cưỡng cho qua chuyện. Thành ra thiên hạ lắm người khen, mà cũng nhiều người ghét. Hôm nay một mình bên cạnh trường, nàng chợt thấy có cái gì khác lạ vừa nảy sinh trong tâm hồn. Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn, chính chuyên cũng chẳng sơn son mà thờ. Chỉ có một điều là Lam luôn luôn chủ trương. Dù trong lòng có yêu ai, có thực sự vụng trộm gì đi chăng nữa, thì cũng vẫn phải giữ cái vẻ bề ngoài kín đáo, che đậy để tránh đánh lừa dư luận. Nàng ghét đứa con gái buông thả trước đám đông, lăn xả vào giữa lũ con trai mà chọc quẹo. Hai người bắt được nửa thúng cá thì bà Vĩ mò ra xem. Bà đứng nép sau bụi chuối, chớp mắt nhìn Trường và Lam. Chẳng nhớ đến Tước, não lòng vừa thương con vừa tội nghiệp Lam. Nó còn trẻ quá, mà thằng Tước thì chả biết đến bao giờ mới về. Bà nén tiếng thở dài, quay vào nhà nấu cơm để lát nữa mời Trường cùng ăn. Mệt khế cắt mỏng phơi khô đã mấy hôm. Bà bưng từ trên gác bếp xuống, rửa sơ một nước để chuẩn bị kho cá. Vừa làm việc, bà vừa ngẫm nghĩ và thấy mình chẳng nên tạo thêm cơ hội cho hai đứa gần nhau, kẻo về sau lại hối. Quyết định ấy làm cho bà đổi ý, chút bớt gạo vào chuông, không thổi phần cơm cho Trường nữa. Trời tối dần, Trường đã mỏi lưng lắm, nhưng chưa muốn ngừng tay, chẳng mấy khi được tự do bên Lam. Khoảng thời gian hiếm hoi này sẽ mãi mãi là những giây phút lịch sử của đời sống tình ái mà Trường ngàn năm ôm ấp. Lam nóng ruột vì sợ mẹ chồng nghi, nhưng cũng chả dám bỏ lên vì ngại rằng Trường sẽ cho rằng mình lười. Hai người đảo thêm một vòng rồi Lam nói: "Thôi, chắc hết sạch rồi, chả còn con nào nữa đâu." Trường tiếc rẻ: "Vâng, chắc hết rồi, kể đi cũng nhiều đấy chứ nhỉ." Trường vẫy hai bàn tay cho sạch bớt bất bút đất rồi leo lên bờ. Lam bước theo, lớp bùn nặng trĩu bám chặt hai ống quần, như có người kéo chân nàng lại. Trường đứng bên trên muốn đưa tay kéo Lam lên nhưng không dám. Thúng cá đặt bên cạnh, cái mẹt úp lên nắp, thỉnh thoảng còn nghe những tiếng động vẫy vùng bên trong. Lên khỏi vũng bùn, Lam ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào gốc sung. Trường mở cái mẹt đậy miệng thúng, nhìn vào và hãnh diện bảo: "Thì tôi nói có sai đâu, ăn cả tháng chưa chắc hết." Gã bưng thúng cá leo con dốc lên sân nhà, đặt trước thềm. Lam lững thững theo sau, đưa mắt nhìn sang phía nhà mình vì có cảm tưởng mẹ chồng đang ngó qua bằng cặp mắt ngờ vực. Nàng nói lớn cố ý để cho bà Vĩ nghe thấy: "Mẹ chỉ dặn là chỉ xin ăn 1/3 thôi." Trường cũng nói lớn để đáp lại: "Thì để tôi lấy cho chị mượn cái chậu, tôi chọn những con cá ngon nhất để biếu bác." Và gã hạ giọng nói nhỏ với Lam: "Chị lại rửa mặt rửa tay qua loa cho bớt bùn đi đã, bể còn nhiều nước mưa đấy, ao đục lắm, chưa rửa ráy gì được đâu, ít lắm cũng phải tối mai nước mới trong lại." Lam đứng dậy theo Trường ra phía bể nước. Tuy thỉnh thoảng vẫn sang chơi khi có việc, nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu nàng chú ý đến căn nhà của Trường. Nó bé còn con chỉ bằng cái bếp của những hộ khác. Bố mẹ Trường rất nghèo, cùng chết vì bệnh ho lao, để lại cơ ngơi này cho hai chị em. Bà chị lấy chồng trên huyện, còn lại mình Trường quản lý, ăn ngủ tiếp khách, thậm chí nấu cơm, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong đó. Nhưng Trường chưa bao giờ cảm thấy chật chội. Mới đây
nhờ bà chị trên huyện xoay sở trường mua rẻ được một mớ gạch để xây cái bể hứng nước mưa ở đầu nhà, coi như một niềm hãnh diện hiếm có trong xã. Trong lúc Lam múc nước rửa mặt rửa tay thì Trường vào nhà thắp đèn và bưng ra. Gã vừa đặt chiếc đèn dầu trên nắp bể nước thì Lam hốt hoảng la lên: "Ôi giời ơi, chết tôi rồi!" Trường ngơ ngác nhìn Lam oằn người, ngoái đầu lại, một tay nắm vạt áo phía sau như muốn giật mạnh lại. Trường ngạc nhiên hỏi: "Chị làm sao thế?" Lam tái mặt lắp bắp nói: "Hình như con đỉa nó chui vào lưng tôi." Trường lúng túng đưa hai tay ra nhưng không biết phải làm gì, muốn vặt lưng áo của Lam để xem có con đỉa thật hay không nhưng không dám. Lam vẫn dậm chân bằn bật, choáng váng muốn ngã. Sự kinh hãi làm cho Lam mất hết cả ngượng ngùng. Nàng xoay lưng về phía Trường luống cuống nói: "À, anh xem hộ tôi, mau 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 lên." Trường đưa tay vén hẳn lớp áo nâu của Lam tới gáy để lộ ra nguyên vẹn tấm thân, tấm lưng thon dài của Lam. Gã cẩn thận giơ đèn lên soi rồi thản nhiên nói: "Không, không, có gì đâu, thật mà." Lam vòng cánh tay ra phía sau, sờ nắn từ cặp quần trở lên, rồi thở phào mừng rỡ: "Vậy mà tôi cứ tưởng, sợ quá." Trường đứng ngây người, giữ nguyên vạt áo, không buông xuống. Lam phải bước lên một bước, kéo áo xuống và bẽn lẽn nói: "Chắc là tại cái áo ướt dính vào lưng, thành ra tôi cứ tưởng là đỉa cắn." Và nàng lảng sang chuyện khác: "Anh lấy cho mượn cái chậu hay cái rổ gì cũng được, đem cá về trả mẹ tôi mong." Trường vẫn chưa hoàn hồn, gã bâng khuâng tự hỏi: "Phải chăng Lam giả vờ bịa ra câu chuyện vừa rồi để quyến rũ gã? Bị đỉa bám hay không, tất nhiên là phải biết chứ. Làm sao tưởng tượng nổi cái cảm giác kinh sợ ấy được. Vô lý quá. Hơn thế nữa, Trường không tin là Lam sợ đỉa đến mức đó. Người nhà quê, quanh năm chân lấm tay bùn, nghề nông là sinh tử. Chưa đầy 10 tuổi đã dẫm chân xuống nước làm cỏ, cấy lúa, bón phân. Có lẽ nào nhìn thấy con đỉa lại cuống quýt lên cho được. Chắc chỉ giả vờ để tạo cơ hội cho Trường thôi." Gã bồi hồi nhớ lại năm 14 tuổi. Gã thường ra cái ao cạn nhà chị Bích bắt con chuồn chuồn cho cắn rốn để tập bơi. Liên tiếp hơn một tuần, một mình gã vùng vẫy, tay chân đập phần phật trên mặt nước mà tấm thân gầy gò vẫn chìm nghỉm, không làm cách nào cho nổi lên được. Chị Bích ngồi bỏ củi trên bờ, nhìn gã cười khanh khách, đốn cho gã cây chuối, bảo ôm lấy, làm phao mà tập. Phương pháp ấy thế mà hay. Chỉ vài ngày sau, gã đã bỏ cây chuối và bắt đầu lội được một quãng.